Hai xin mến chào quý cô chú anh chị. Chào buổi chiều. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở trên đường Lưu Quang Liệt, phường 2, phố Vĩnh Long. Thì hôm nay Vĩnh Long mình quá trời chuyển cái đám mưa luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Đó, hôm nay xin mời quý cô chú anh chị mình cùng đi một vòng Vĩnh Long ha. Xem cái sự hối hả của mọi người trong cái lúc mà trời chuyển mưa này nha. Như thế nào? Hướng đó đi thẳng lên là cầu Cái Cá đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà mình phải đi xuống tại vì đây là đường một chiều, đúng không? Đó, ta dọn đồ vô nè. Quá trời cái đám mưa ha. Đi thôi. Đồ của em rồi đó. Rồi bây giờ mình quá trời người ta chạy rất là hối hả luôn nè. Không biết mưa không mà cái đám chuyển mà. Mây kinh luôn á. Đúng rồi, mây đen quá trời luôn, gió mù mù luôn á. Người ta chạy nè anh. Thường là chạy cũng điềm tĩnh lắm nha. Rất là lâu mới thấy buổi chiều mà chuyển cái đám mưa đen kịch như vậy. Thường là nó mưa là mưa bắt đầu từ buổi sáng rồi mưa tới chiều. Gió đó. Giờ mình đi đường này đã xả. Giờ mình đây cái nha. Ok. Đây cái bài Cần Thơ nè. Đường Lưu Văn Liệt bây giờ là người ta đổ về rất là đông ha. Quá trời đông luôn. Buổi chiều này chắc là bà con người ta ăn làm một phần nè. Mà thấy trời chuyển mưa nữa, người ta dội về nhà, người ta đi lẹ nữa nè. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh Vĩnh Long mà bà con hối hả vậy ha. Đúng rồi. Tại vì thường là mưa là một cái ào luôn, nó không có báo trước. Còn này nó chuyển trước cho mình biết nè. Chuyển một cái đèn cảnh luôn. Thường giờ này là còn ông mặt trời luôn á. Rồi bữa nay mất ông mặt trời luôn rồi. Ta chăng ấy rồi nè. Rồi. Ta dọn đồ luôn. Sẽ ra sao thôi. Đi trước này là dòng xe ngã ba Cần Thơ. Gió hiện tại rất là mạnh luôn. Quá gió luôn. Quá gió luôn. Bueno.
đám đông nguyên cái dài dài đường này rất là đúng vui. Rồi, tới lễ là bắt đầu thành con đường hoa. Lễ thôi nha, chứ Tết không có nha. Cô lấy mền cô đậy. Không sợ mưa sao ta? Sợ mưa chứ giờ làm sao giờ bán tới đâu hay tới đó. Không, nhưng mà thấy mày cũng cho tới dưới kia rồi đó. Ở khu vực trên đây là đã đỡ rồi. Đó nguyên đám mây kìa. Quá thơm chưa? Ơi. Rồi tới khu sông chót rồi. Nhờ gió, không có gió, đứng gió là mưa chắc luôn á. Trước đây là ngã ba ông Cảnh nè. Ngã ba cây khế hay ông Cảnh? Ngã ba ông Cảnh. Ngã ba cây khế là ở trên kia đó. À, đó chị ấy bán ấy đúng cái hẻm không? Hẻm á. Chỗ đó là cái đường nãy mình mới quẹo qua đó, cái đường của anh chị. Đường nó đổ qua đây một chiều. Đang khô rồi đùi ha. Ờ. Dẹp 5.000 một ký. Dẹp đen hả vậy? Dẹp con nào chả đen cả. Dẹp cờ với dẹp mấy thôi chứ. Bán dẹp cờ đó mà có 5.000. Ở đây là bánh tráng sinh viên. Trên này là bơ sáp Đắk Lắk 15.000 một ký. Bơ ha. Ờ. Nhưng mà không ngon, rắc rắn sao á nha. Đúng rồi. Biết giờ bơ càng lúc càng rẻ ha. Với lại xứ mình cũng trồng được bơ nữa mà. Đúng rồi. Giờ là dịch bệnh đồ này nọ, đồ trái cây, đồ xuất khẩu không có được nhiều. Chị Trầm bán vịt quay nè. Đây là góc cả ba cây khế ha. Đúng rồi đó. Cả cây khế. Chị đó bán vịt quay em thấy ăn giá rẻ mà chị rất là dễ thương. Quý cô chú mình có ăn vịt quay ghé ủng hộ chị nha. Chị là nổi tiếng mà cũng có nhất nhì Vĩnh Long á. Nếu mà lên giúp ăn uống hỏi thì mua vịt quay ở đâu là mùi là hết 8-10 trở lại đó rồi đó. Ôi nó đen ghê ha. Kịp luôn á. Cái đó là mây đen nha, tại vô điện thoại mình nó hơi xanh xanh lên chứ thật ra là mây đen á. Mưa rồi đó xã ơi, 1-2 giọt rồi đó. Chứ chỗ nào mà có mưa hay sao? Chưa đâu, chừng nào bụi mặt chứ. Đúng rồi. Nhưng mà em báo hiệu là 1-2 giọt mưa rồi đó. Dạo này ha, ở Vĩnh Long mình bán rất là nhiều chi nhánh bán ghế massage. Ngày xưa kiếm một chi nhánh thì hơi khó, bây giờ rất là nhiều chi nhánh luôn. Nhưng mà sao bây giờ dễ bị sức mỏi quá đi á. Đúng rồi. Thì tại vậy nó mới có bán ghế massage cho mình đó. Đây là con đường Ngô Quyền. Đúng rồi, hồi đó đường đó đi vô đường hơn thì cô nãy giờ thấy đường Ngô Quyền trong đó. Bây giờ người ta giải phóng ở đây nên nhìn nó hơi lạ. Ta chuẩn bị làm bờ kè quá ha. Chuẩn bị làm bờ kè đó. Vĩnh Long mình là sắp thành là thành phố bờ kè rồi hả xã? Xung quanh là bao hủ bờ kè rất là nhiều. Đúng rồi. Trời mấy hồi nó bao dài tới dưới đây luôn mà. Nó thành một thành phố bờ kè. Kè ở bên nướng đường 3 tháng 2 với siêu thị kìa. Không thấy được có một đốm rắn nào. Mưa rồi. Rồi mưa rồi. Mưa luôn. Bảo mua chút cút trước đi. Rồi mặc áo mưa đi. Tạm dừng nhé nha sao. Rồi. Quá trời cái đám mây rồi nè quý cô chú anh chị ơi. Đó ba phủ toàn phường 1 Vĩnh Long mình luôn. Đó giờ chứ xong bây giờ đang lác đác mưa chứ. Còn mưa thấy khá là to. Mưa lớn thì nó mau tạnh. Mưa ấy thì mới chặt được về. Phía trước này là cầu lộ nè, kết nối giữa phường 1 với phường 2. Giờ là bà con rất là hối hả luôn. Rồi, mưa tới hào hào luôn rồi. Gió. Rồi mưa. Tới công chuyện nữa rồi quý cô chú anh chị ơi. Mưa tới.
Rồi, giờ thì lại đi xem nhịp sống hối hả ở Vĩnh Long nữa. Đi thôi. Ôi trời, nó rằm rừ kìa. Quá trời quá đất rồi. Dữ ha. Có người mặc áo mưa luôn rồi đó. Đúng rồi. Rồi mưa tới. Thôi nó chớp kìa. Làm gì ăn đi. Người ta chạy không kịp đây nè. Ôi, không chết. Ghê quá đi. Sấm sét à, không được đứng dưới gốc cây với mấy cái trụ thu lôi đồ á. À. Mưa bây giờ đã lác đác một vài hộp rồi nè. Cô bán ấy, cô đẩy ra hết rồi nè. Đây là bán sen. Sen thì không sợ mưa, còn mấy cái cuốn kia thì cô sợ nên cô đẩy lại rồi đó. Dài vô bịch hết trơn rồi nè. Đi trên cái nhà đó có đồ thu lôi không ta? Không. Hay là cái chảo gì đó? Cái chảo để ta coi truyền hình Vĩnh Long á anh. Ồ. Cái chảo gà sống á. Sống. Đó, nó là truyền hình Vĩnh Long á. Ghê trời. Đấy kìa. Mưa tới rồi nha, những giọt mưa đầu tiên trời. Dạo này á, mưa kiểu là bất chợt á, mình không biết được đâu. Không có lường được luôn á. Đúng rồi. Diễn ở đâu á, cái ống mưa ào ở bên mình luôn à. Và đây là một cái cơn mưa là có sự cảnh báo trước. Đúng rồi. Chuyển trước rồi mới mưa. Ờ, nó mưa luôn ha. Đúng rồi. Cái nó chuyển cũng 15-20 phút nó mới mưa. Ờ. Sấm chớp khá là nhiều hả sao? Một hồi hỏi hả thì đường phố hết nó bắt đầu vắng hơn. Những giọt mưa đầu ấy đã rơi xuống đường rồi đấy. Để mọi người nói không thấy mưa mà nói mưa á. Ai có mưa là mặc vô hết rồi đó. Hồi chắc mưa lớn lắm luôn á nha. Đúng rồi.
bờ kè bên nó vẫn có bà con buôn bán luôn. Đúng rồi, nhưng mà người ta dọn ra từ hồi trước mưa á, giờ ta phải giăng dù rồi lên. Ai mà bán than rồi là phải che đậy dữ lắm luôn á. Xếp ghế rồi lại hết trơn rồi kìa. Ờ. Nhưng mà không có dọn rồi người ta về nghỉ nha, tại ta lỡ ra rồi. Ừ. Clip này chắc sẽ là một clip dài để mình xem hoàn cảnh Vĩnh Long ha. Trời, hy sinh ghê trời mưa. Ngồi ở ngoài là anh nghe trời. Nhậu ngoài gì vậy? Hả? Nhậu mất chất thời tiết luôn hả? Thiệt xã ơi, nhậu thiệt. Nhậu mất chất thời tiết luôn. Hên á, không có nhậu đồ nướng á. Giờ được nướng là mưa, chờ nướng hả? Hồi nãy là áo mưa, giờ tao mặc áo mưa khá là nhiều rồi đó. Vẫn còn áo ít, chưa mặc áo mưa kịp, hoặc là không có đem áo mưa. Đúng rồi, không có lường trước được cái vấn đề này. Vĩnh Long mà trời chuyển mưa rồi mưa luôn, bà con trở tay không kịp á. Trời nó tối xuống luôn ha. Tối xuống luôn rồi. Thường là giờ này á là trời nó chưa có hoàng hôn nữa đó. Là thường nó là gì, sau cơn mưa trời lại sáng rồi, cái này là sau cơn mưa là trời lại tối luôn. Trong cơn mưa trời lại tối à? Hay trong cơn mưa mà xả? À. Đây là hai cái trụ của mà máy cấp nước Vĩnh Long. Đường này là đường hai chiều nhưng mà ít thấy ai đi cái chiều mình đang đi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, sắp xếp đó. Đồng rừng. Bên này là con đường bán hoa lan người ta đẩy ra hết rồi kìa. Người ta đi về, người ta dẹp á. Ủa ta dẹp đi về hả? Đúng rồi. Kéo lại đứng cho anh cạp á. Trời, tội nghiệp chứ nó nhớ số nữa. Ủa, ui, 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 ghê quá. Tội nghiệp chứ nó nhớ số trời trời. Ừ. Không có mưa luôn. Đó. Ta đi qua con đường mấy cái cây nó lại trong nha. Đúng rồi. Thường á, sao không hiểu sao trời mưa cứ thấy vợ chồng mình ngoài đường à. Cái này rồi có duyên với trời mưa luôn á. Đây là con đường, ủa rồi mấy người bán trái cây đó mất tiêu rồi, bãi trái cây không à? Nấp vô quán ngồi uống phê hết rồi. Bỏ của chạy lấy người nữa hả? Không có đâu, còn bỏ đó thôi nhưng mà chứ không có bỏ của vô trốn thôi chứ không bỏ luôn đúng không? Đúng rồi. Thử gói vô cái đi, tính tiền mỏi tay đó. Ta đẩy lại rồi đây. Rồi bên đây là mấy cô núp vô trong kia rồi. Với lại cái chỗ khu vực bên trái bây giờ là đang đã làm lại mấy cái gì cái lục cốt rồi. Lục cốt hả? Làm xong luôn rồi kìa. Không làm luôn ha. Mới cáo luôn. Phục cửa chữa nè. Quá đẹp luôn. Cô bánh cháo bữa nay sim rồi. Ê, ôi ôi, cái ghê vậy? Ghê vậy hả? Lũi luôn á. Trời ơi trời. Ông nào cũng nhá đâu trước mặt mình luôn. Ôi, trời. Trời ơi. Cái ghê vậy? Cái ghê quá đây. Trời ơi, không biết có quay vô được không mà. Trời ơi, cái ghê quá. Cái nó nhá một cái luôn.
xỉu luôn. Trời, trời nhá, tá quả tâm tinh rồi, quẹo luôn. Hôm nay là mới xịt cũ của Vĩnh Long mình. Ừ. Mới xịt khách cũ. Thôi vô cái cây này đi, rồi quậy quậy là bên kia đi. Ồ, mùa này bắt cục quá trời luôn. 50 là giá bèo á. Đúng rồi, quá trời bắt cục luôn kìa. Ừ. Là con sách rất là đẹp ha. Chứ. Thèm lắm không? Thấy sợ quá. Thèm trái là chết liền á. Nè mấy cô bán khô rồi đậy lại hết rồi nè, rồi có còn nữa. Bữa nay làm gì mà sấm sét dữ ta? Ừ. Mưa dông kèm theo sấm sét hả? Ghê quá. Không có dông hôn mà sấm sét cái ghê. Có giá hay không? Hiểu. Mấy cô nào có cái sạp thì đỡ ha. Còn bán ở dưới đường thì phải bỏ trốn vô trong kia hết rồi. Quéo quèo quèo luôn à. Cái chợ nó vắng hẳn luôn á. Chứ hàng hồi chiều là chợ đông vui lắm á. Đúng rồi, mấy cô công nhân là tan ra nè, chợ là bắt cháy luôn. Đường này hả bà? Đường này luôn. Quá trời mưa rồi. Đường này là buổi sáng trong này là nhà lòng thịt với đồ ăn. Bán đồ ăn sáng. Chứ là mấy cái sạp trái cây á, nhưng mà là mỗi cái ô nó nhỏ xíu xíu ha. Hơi hạn hẹp tí. Không hiểu cái đồ gì không mà sao làm hạn hẹp quá ha. Rồi đi tới đâu thấy xếp tới đó luôn á ba. Thấy ghê quá đi. Trắng nữa hả ta? Mây đen với mây trắng. Mây đen là tầng ở trên, mây trắng là tầng thấp ở dưới. Bây giờ thì mây đen nó bao phủ, mây trắng thì nó chạy đi đó. Giá thì bây giờ còn có 25.000 một ký thôi, nhưng mà giá này là không phải nó đổ quét như hổm mà nó cái xanh xanh anh. 25.000 đồng một ký thì chắc dễ rụng ra. Đi chợ là nguy hiểm lắm nha. Không phải nhìn vậy chứ không phải là giá vậy nha. Thế nhìn cho kỹ rồi xung quanh còn có hàng giạc không? Hàng giạc là cái mấy là cái giá trên bảng. Ồ, bên đây đông nè. Chứ này có cát sổ gì á. Đúng rồi. Đặc sản của chợ Vĩnh Long buổi chiều là cát sổ. Cái điều đó không thấy là buổi sáng ha. Buổi chiều thôi. Buổi chiều thôi. Quá giờ. Ồ, quá giờ. Ít à. Bữa nay ít, chắc trời mưa nên ít á. Vô đây rất là lõm chõm luôn. Nhiều cô đội cái bịch mũ lên đầu luôn nè. Ba ngàn nửa ký cái giò bè mỡ trắng. Nửa ký hả sao? Nửa ký là 26.000. Đúng rồi. Ủa mỡ vàng với mỡ trắng là sao em không biết cái đó nha. Mỡ vàng là chắc một cái giò hầm quá. Mỡ nó trắng hôi là... hơn quá hả sao? Mỡ vàng là nó ăn cái đó đó. Đúng. Thì nó vàng đó. Giáp bạch tôi nửa ký 25.000 một ký 50.000. Trời ơi, đi cái đường này giống như cưỡi ngựa vậy á. Cũng biết bao giờ mới được làm lại ha. 25.000 một ký 50.000 giáp bạch tôi. Kiểu này nó không có nặng hạt nhưng nó dai dẳng nha. Mưa hãy chuyển đèn ghê mà không có mưa lớn hùng. Mưa cái này là mưa kiểu dai dẳng á.
mưa này mưa gì không hiểu nổi được ta. Nhưng mà làm cái đường phố nó cũng hơi vắng thôi. Đúng rồi, nhìn nó hơi buồn ha. Hơi quang tàn ha. Như là mấy cô bao buôn bán rồi nó cũng hối hả nữa. Bên tay trái của em là chùa Lưu Văn Liệt. Hồi xưa là chùa Tống Phước Hiệp đúng không? Lâu lắm rồi, thời 1900... Hồi đó à? 75 hả gì á. Có cô chú comment á, ủa Lưu Văn Liệt là ai mà cái tên vậy nữa? Mình cũng không biết luôn. Rất là nhát xác luôn. Hồi đó còn nhỏ rồi thường hay bị những người lớn mà ù quá hồ quá ổn với cha mẹ rồi nọ đó. Ra đường là bị sét đánh thôi. Mình nhỏ mà cũng hơi ổn quá. Hơi đường hay lì đúng không? Lì á. Ra đường giờ cũng hơi ngán ngán cái vụ này, không biết sét mà thấy một số người không hề sợ nha. Xét xét chứ mưa sắm đồ ngoài đường ầm 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 cũng lội á, mưa rồi đi ra bắt cá bắt cua rồi bình thường à. Đó là điển hình của một người bạn của tụi em đó. Còn team xã xét là team ông xã em thì vừa xét á, xét là ở ngoài đường rồi lủi vô nhà trốn chùm mền chắc cứu nhất rồi. Còn team bình thường là em không sợ gì luôn hả? Không, bự mới sợ, bự mới sợ chứ nhé nhé sợ gì. Nhá không sợ. Nhá thì cũng hơi hàng hợp thôi chứ. Tại nhá trước mặt anh đó là xe bu ghi á. Anh hay là bán đông trùng hạ thảo nè, bán cái gì của Hàn Quốc á, sâm nữa. Sâm của Hàn Quốc á. Rủ sâm nữa ha. Nói chung là hàng cho người có tiền đó. Trời tài dữ à. Nhớ sát bình thường á. Trời ơi, giờ vắng que rồi chứ cô chú anh chị ơi. Đường bên này mưa hơi nhỏ đấy. Mà cũng ướt được. Đúng rồi. Cái đường mà mưa lớn nhất là đó anh, đường nào? Cái đường mà mưa lớn nhất luôn phải không? Ừ. Là cái đường mà Tô Hiệu Quỳnh á. Cái đường cấp mắt á bà. Cái đường 3 tháng 2 đi ngang cấp mắt á. Vậy ha. Rồi mà cái đường phố nó chưa rơi hộp là em thấy đó lủng chủng rồi đó. Rồi thì mưa bên đó mưa qua đây mà. Đúng rồi. Bây giờ là bên đó chấm chân rồi, nói ráng chừng không có mưa luôn á. Bên đó đủ ướt rồi đó. Đó chuyển như dữ vô. Dữ vô mưa cũng không bao nhiêu trơn trần. Mưa nhưng đi đá vậy đó mà. Đây thiên đường ăn giặt của công viên thành phố Vĩnh Long. Tập bánh bày. Chiều thì ai muốn ăn khô hoặc vịt lộn đồ chiên rồi đó là ghé đây cũng bài luôn. Cô ở đây trình bày quá hấp dẫn. Đúng rồi, đặc sản ở đây là mấy con khô á. Giá thì nó không có bình dân nhưng mà ăn rất là ngon. Tiền nào của nấy thôi. Đúng rồi. Với lại người ta có cái máy ép khô ha. Ép một cái khô nó mềm xèo luôn. Đúng rồi. Ăn rất là đã. Buổi sáng thấy nó bình yên á, buổi sáng không cái công viên này không có gì luôn á. Tới buổi chiều là người ta buôn bán tấp nập. Trời cũng mưa quá trời bão mưa nhiều không? Mưa kỳ ta, mưa rồi mưa kỳ ta. Hù hù chơi vậy mà. Hù chơi vậy đó. Ai sợ vậy sớm mà. Không mà chuyển đen ghê luôn á. Ủa tưởng là một cái mưa trả lửa đó. Kìa trước còn dữ nữa kìa. Ờ. Qua đó luôn không? Đi đi hả? Rồi dưới đó xét lắm xạ. Đi đường này cho đỡ xét nè. Đúng rồi đó. Mây ha, mây trắng rồi quẩn quẩn ở trên bầu trời dữ ha. Đúng rồi. Mây bữa nay nhìn thấy là hơi lạ ha. Hơi lạ hơi luôn. Ôi ôi đó đó, đi đường này cũng xét nữa. Thôi thường sao xét chứ. Qua cầu này có một cái xây cầu xong rồi thằng này nè. Nhưng mà không biết nhà ở hay là buôn bán gì ha.
hơi Vĩnh Long nha. Giờ này nó cũng hơi quéo ha. Tại vì một số con đường nó khác nó mặt lên rồi. Giờ thấy bà con chơi bên đường mới mở xong mà chơi đường này biết chán. Vĩnh Long mình giờ có con đường mới mở rất là tiềm năng, sau này chắc là nữa là sẽ tốt con đường chơi đông khách nhất ở Vĩnh Long mình luôn. Mình nói hoài luôn, mình cứ chia sẻ hết. Mình nói hoài luôn á. Bên này thì mưa rất là nhỏ luôn, mưa không ướt đường nổi mà. Nhưng mà chỉ ở trên bầu trời đó thì rất là dữ dội đúng không? Nhá hàng rất là dữ dội luôn á. Ê trời ơi, trời ơi. Gấp cái nón, gấp cái nón. Trời ơi, lại gấp hậu dưới kìa. Gấp cái nón. Nó là không, hết hồn hiện á. Mà chạy lẹ nói đít đuôi sao là dễ nguy hiểm lắm á, là ôm luôn cái chị trước luôn á. Sấm sét lắm dữ ha, nhưng mà mưa mới lớn ha. Sấm sét rồi chuyện gì dữ vô mà không hỏi biết hồi mưa dữ không à. Không biết từ giờ tới tới khu thì sao, chứ thật thời tình hình bây giờ thì mưa gọi là mưa rào đi à. Rất là gần đúng nha, dữ luôn á. Còn bên đây thì không có mưa nhiều, đường cũng còn khô khô. Chiếc đường này, con đường này là dẫn vô khu nhà ở Vincom. Ôi ai để cái ghế sofa bỏ nhở? Thôi. Kỳ ta. Chưa tối lên thì. Sao ngoài đường lên đèn rồi nè. Ồ vậy là bữa nay sống quá nó không lên luôn mà. Tại chưa á. Thôi chung nữa mới lên. Thì tới đâu cũng xét tới đó luôn á. Quá vậy xét luôn. Bữa nay xét dữ luôn á. Ghê quẹo luôn á, anh đâu dám đi hẳn đâu. Đó, sao thấy nữa kìa. Đó lát dữ ha. Đó lát dữ lắm luôn à. À truyền hình Vĩnh Long nè. Cầm chứ, được mà. Ngoài đây thì đường này thì khá là khô luôn á. Dường như là cơn mưa nó chưa có đụng tới luôn á. Cơn mưa qua, cơn mưa này quá. Bên kia là cái quán rất là đông khách nha. Quán ôi vui sợ thôi đó. Ngồi nhá dữ vậy. Để xét, để xét. Mấy đường ở trên bầu trời luôn á. Dạ dạ trời. Sắp xếp dữ ha. Bữa nay thấy sắp xếp dữ vậy mà mưa mới lớn. Mưa ở đâu, ở cạnh bên ngoài mình sao? Wow, ở đây là phòng khám thú y. Trời dữ hả? Mưa quá lớn luôn. Wow. Mọi người có chó mèo hay vật nuôi gì bị bệnh thì có thể đến đây. Vĩnh Long mình rất là hiếm cái phòng đó đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà chạy không được cái gì vậy? Ghê quá à. Ở đây là
giải tỏa cho người ta. Ở đây là hồi đó làm gì vậy ta? Hồi đó làm cái nội thất gì á? Ừ, đúng rồi. Rồi giờ bắt đầu nội thất á. Ừ. Chuẩn bị làm thành phố một con nữa. Đúng rồi. Rồi cái đóng chạm rồi để khoảng này. Ừ. Bên kia cũng giải phóng mới rồi đó. Đây rồi đốn rồi đó. Đốn thì vừa rồi rồi đó. Wow. Với lại cái nhà nó nguy hiểm quá anh, đúng không? Nó dựa hết xong á. Chị thôi trời ơi. Rồi đèn hư luôn hả? Chưa. Thôi hư luôn không. Quẹo ha. Quẹo. Cái đồ này chưa còn gốc không ảnh hưởng á mà. Có mà ít. Năm ngâm và ba hạt. Bye bye. Quẹo đi. Quẹo đường này luôn á.